Xin chào mọi người, chào mọi người trở lại với nhóm review. Thì hôm nay nhóm sẽ giới thiệu về bộ đo sung USB. Bộ sản phẩm bộ đo sung này thì gồm một module này và một dây USB để kết nối với máy tính. Đây là module. Module có đây 8 kênh tín hiệu đầu vào và hai chân GND. Thì tín hiệu mỗi kênh cho phép không vượt quá 24 MHz. Ở trên đây có LED báo nguồn này, LED báo cả kênh 1 này và thứ tự các chân này, một cổng đầu ra để kết nối với dây USB. Rồi thì bây giờ mình sẽ làm một ví dụ để sử dụng cái module sử dụng cái bộ đo sung USB này. Đó là mình sẽ đọc tín hiệu từ chân 3 của kit Arduino này và hiển thị lên máy tính. Rồi thì đầu tiên mình kết nối này. Mình sẽ dùng kênh 1 để đọc. Thì đây kênh 1 nối với chân 3. Kênh 1 nối với chân 3 và chân trung GND. Ok. Và kết nối với máy tính. Thì ở trên máy tính các bạn cần tải phần mềm Logic này về. Đây. Thì cái link down cái phần mềm này mình sẽ để ở dưới phần mô tả. Đây. Và các bạn cài đặt như bình thường. Thì trong quá trình cài đặt máy sẽ hỏi là cài cái driver USB. Thì các bạn cứ ấn yes và finish. Sau khi cài đây, mình khởi động phần mềm lên. Thì để kiểm tra máy đã nhận cái bộ đo sung này chưa, thì mình vào phần quản lý driver. Đây nó sẽ nhận những cái USB logic này. Đây. Ok, đây là giao diện phần mềm này. Đây là cái thanh trạng thái để báo là connect hay không. Mình thì rút ra thì cái này nó sẽ thành disconnect. Đó, đây cắm vào. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành đọc cái xung từ chân 3 lên. Thì ở con Uro này mình đã nạp cho nó cái xung này là 25%. Đây. Các bạn nhấn Start và đồng thời nhấn nút Reset đây. Đây. Đây là xung đọc được này. Đó. Hiện tại là đang phát ra đây. Bây giờ mình thử thay đổi cái giá trị này. Thì đây. Cái độ rộng xung này thì lúc nãy mình để là 64 thì là 25%, duty là 25%. Bây giờ mình thử 50% cho nó có chính xác nhé. 50% là 127. Rồi tiến hành đọc lại. Đó. Đây, độ rộng này 50% này và tần số phát ra này. Đấy. Các bạn có thể sử dụng cái bộ đo sung này để thay thế cho cái máy Oscillo ấy. Rồi. Rất là tiện, các bạn có thể đọc một lúc 8 kênh. Đây. 0 1 2 3 4 5 6 7. Rất là đơn giản. Rồi, thì video của nhóm đến đây là kết thúc. Các bạn có vấn đề
thắc mắc về cái phần mềm hay là cái bộ đo sung này thì hãy comment ở phía dưới, nhóm sẽ giải đáp và giúp đỡ các bạn.